Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Lụa Thái Tuấn, Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm Mỹ Khơ Thị, D&D Gel, dầu gió xanh hiệu con ó của Công ty An Hiên Corporation, Usis Group, Young Healthy Lush của Công ty Hằng Lê và Teletron. Không thèm kéo mất vì đã có mời em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại, chồng tôi lắm. Mày đứng lại, mày đứng lại, tao giết mày chết. Mày đứng lại nè, tao nói mày nghe, đi đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà ly lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu, không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa, mày nói mắc cười quá. Cuộc đời tao có gì vui đâu. À, tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Mày lo hết, tao lo gì, tao nhậu. Để tao. Ông nói gì ông nghe được hả? Nghe được mới nói chứ. Tôi làm bao nhiêu chuyện đó mà để cho ông có sức khỏe, ông lo đi mần. Ông kiếm tiền gì nuôi vợ con? Ông không làm gì, 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn. Trời, làm sao mà cúng rước ông bà chứ? Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà về làm giống ông gì? Không có nghe ngược gì. Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. À, vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mới mày nói tới tao. Ông nói gì mà không nghe được không Tư? Được xong được à. Tao thích nè, nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời. Tao mua để tao chuẩn bị, để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới đây là không lo sắm trong nhà, còn mua rượu về để trữ uống. Bọn tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu. Mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không à? Hả? Cái cây mai này nè, tôi trồng á, là đáng lẽ mùng 1 nó mới nở. Ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nha. Ta đi về ta thích tiểu là ta tiểu nè. À, ta tiểu là do ta do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều, cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nè, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nha. Để ở đây đứa nào tao. Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi. Bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Ta làm gì đâu. Hồi mà ta lấy mày về ta mập bự con. Thấy không? Xong đầu lấy về xong xuôi. À, mỗi lần mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè. Tao nằm tao không biết gì. 2 tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lép còn nhiêu đây. Mày làm không cho tao làm đâu. Mày đổ thừa tao mày. Đơn giản. Tôi không ngờ anh là một người chồng nát rượu như vậy. Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha. Tao uống là tao uống nguyên bình không, chứ không uống nát nha. Bây giờ đi. Đi liền. Anh... Đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi, không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá là hán hay con. Đuổi tôi. Trời. Bỏ xuống. Mày, mày bỏ xuống. Trời ơi. Trời ơi, ta nói mày nghe mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè, trước khi đi,
đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi, để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà mất dạy hả mày? Cháu nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó, chứ không phải là tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều ai ăn ít rồi. Đi mày. Anh đuổi tôi nha. Đi. Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó khiên tôi đi, tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi rồi, ở đây mà khiên kiệu. Đi ra đây. Anh đi đi. Trời ơi. Không có chỗ nào mà lấy mỡ xa, tao đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra. Một mình một nhà, muốn uống sao uống, không có bị cằn nhằn cửi nhửi cái gì. Gì vậy hai? Mày đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin xét đánh. Cái gì? Tao con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc chiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Bởi tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Cho nên nó bơ vơ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Ê, tao nói mày nghe, mày không để ý cứ rước dâu nha. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, trải chiếu ra. Bây giờ nhà tao không có ai. Trải chiếu ra tao với mày nhậu mút chỉ. Đúng người rồi. Người ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 3 mới tới rượu chè. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng 3. Anh Tư ơi, thần tài đến bên anh rồi. Từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên. Anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Ê, cái con vé lồ kia, mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao dữ vậy mày? Kệ em đi, anh xăm xôi quá à. Nó quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê, mày vô đây làm gì vậy? Em vô... Ê, tao nói nghe nè, đực. Gì? Kỳ quá à, anh Tư kỳ quá à. Đực nó đi xa rồi, giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà... Nhã Nhị Ngọc. Tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ tự giờ nó đổi lại rồi, nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Cái ủa? Tên ê mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Cái gì vậy nè? Kỳ quá kỳ quá. Cái gì vậy? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc anh Tư. Ê,
mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. À, đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, mày gian díu với con ngựa này à? Tâm bậy. Ê, mày nói cho đàng hoàng á. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư vậy? Sáng nay trong bụi chuối đó. Trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi. Mày vô bụi chuối, mày tà te tí te với nó quay clip lại, nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạch máu. Chết cha mày rồi. Tà te bà nội mày. Anh hại làm gì tà te? Anh Tư, ê mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè, từ từ. Tao mới uống sơ sơ chứ tao không có chỉnh đâu ạ. Tư kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho như cho à. Cái gì? Dạ nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên 3 tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, nó bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai? Bây giờ mày qua đây làm gì? Em nói anh Tư nghe nè, 3 tờ vé số mà em đưa cho anh đó, chúng độc đắc. Nè. Vậy? Mày mới nói gì? 1 tờ 2 tỷ, 3 tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi, nếu mà nó không trúng độc đắc, cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề, em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ba tờ giấy số. Ba tờ. Mày ba, để đâu? Ba tờ giấy số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Ba để đâu? Ba tờ giấy số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1.000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm lẹ lên, kiếm lẹ lên. Trời ơi. Ê, đực. Quý. Hả? Đực gì mà đực? Ví dụ kêu mày bằng gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Nhã Ngọc. Hả? Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi mày nè. Thì anh hỏi đi. Anh trúng thiệt 3 tỷ, số 6 tỷ hả mày? Trời ơi, bán với số mà. Làm sao mà em thì trật được ôi chứ ôi. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thiếu ớn luôn ha. Dạ. Ôi ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi. Em phóng qua nhà của anh. Em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó. Xong biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá. Xong rồi anh cãi với chị. Xong rồi chị đá xong phía bay. Anh dâng dính lên trên tường. Té xuống sập mặt luôn. Thì nó quýnh tao nè. Dạ. Yeah. Xong rồi lúc mà anh nhậu xuống anh định ngồi vậy. Anh định trả lời chị. Chị tán thêm 2 bạc tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều khiều anh đó. Em định bán 3 tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày Nhã Ngọc. Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi mà tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi. Mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà ba cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi, ba cái vụ tiền 6 tỷ, trời ơi, hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi, trời ơi. Anh hai. Trời ơi, chết rồi, anh xỉu rồi, trời ơi. Đây, em. Trời ơi, có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation. Vừa mới gửi về ông để em xích cho anh nha. Trời ơi, nè, cái hộp nó lấp lánh vậy mới là hộp thiệt nha. Đó, người có tới là người Việt ở Mỹ. Là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy anh, tỉnh dậy. Trời, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy. Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Enhin Corporation, xức vô nha. Ừ, cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Cho mượn coi. Dạ. Thôi cho tao luôn nha. Ê, bậy. Đồ thiệt nha. Không phải anh nên dễ vậy. Ê, mày nói. Đứng lên. Sao anh Tôi? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết thấy đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi chút. Giấy dò đâu? Dạ, giấy dò thì mày đọc coi chúng dạ. Không? Dạ, rồi. Mày coi nha, mày coi số nha. Không, đọc đi. Không. Đọc đi. Không.
Cái con quỷ. Trời ơi mày đọc mà. Dạ em nói là số 0 đó anh. Ờ số 0. Số 0. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ có đều có số 0 hết. Dạ, không không. Không không. Không không có luôn. 2 2 1. 2 2 1. 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý trời ơi. Trời ơi. Không không 2 2 1. Ê ta trúng rồi hai ơi. Không không 2 2 1. Mày sẽ là đại gia rồi. Mày đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe. Tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi. Vậy là chết rồi hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Vậy. Trời tự nhiên giờ em thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy. Khỏi cần khen. Nói nghe nè. Thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống gì đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may yên mắn. Yên tâm tao. Yên tâm. Tao nói cho mày nghe nè được. Ê Ngọc. Tao nói cho mày nghe này nhả hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên hôm, tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí anh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ. 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ. Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền mày làm gì? Làm gì? Dạ cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè. Trời ơi. Trời ơi tao tưởng cái gì. Ba cái đồ quỷ đó hả. Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự. Đặt vô ok. Ôi không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ. Tự nhiên cặp bự. Tự nhiên để lấy cặp bự treo toàn tèn. Toàn tèn bị ghê lắm thôi. Cho tao nói mày nghe. Mày đứng mày nhói nhã một hồi á. Không cho một cắt. Không cho mày biết vậy luôn á. Về đi về đi. Có tiền muốn nói gì nói là mày. À đi về. Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày tao kêu mày là thằng Đức. Thằng Đức. Anh không cho em phải không? Không. Anh nhớ. Anh nhớ không có cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê Đức. Ê Đức. Đức nghe. Ê Đức. 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 Bây giờ đi lãnh. Bây giờ đi lãnh vé số. Ờ đi lãnh vé số. Ê bữa nay 30 Tết. Ừ. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất đi, mày cất đi, mày cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất đi. Mày cất làm sao? Lận. Nhét vô đây. Hộp, bỏ vô đây, bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. Ráng giữ nha con. Ừ, mày để ông đó yên tâm rồi đó. Yên tâm, yên tâm. Thôi bây giờ nhậu đi, nhậu đi. Uống nhậu đi. Bây giờ đại gia rồi, uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày nóng hả? Uống về hội lớn lắm. Ờ. Sang năm năm hợi mà. Ờ. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo hả? Tao đã nói với mày rồi. Còn một ngày nữa qua năm hợi rồi. Ờ đất coi ông nội ơi nó uống. Ờ uống nữa đi. Uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi. Uống nữa đi. Tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó. Đi. Uống. Uống. Uống ha. Uống đi. Ê. Phê. Ráng uống nữa. Ráng uống thêm miếng nữa đi. Uống miếng. Mày xỉn chưa? Ráng uống miếng nữa. Mày xỉn chưa? Tờ giấy số này, ba tờ này là của mình phải lấy lại thôi. Tổ bà từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này y như nằm trong bụng má nữa trời. Không sao. Tao loại ra. Tao bẻ cặp giò gà này tao lấy ha. Sao nó ngủ khôn dữ trời. Trời đất ơi. Sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này. Trời.
Con không được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi, trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó nằm sải lai lấy luôn cho rồi. Ba tờ giấy số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chị Tư hả? Anh Tư đâu? Anh Tư đâu, chồng ra đâu? Dạ vô đi chị Tư. Trời ơi, vô vô. Kìa kìa anh Tư, kìa anh Tư nằm kìa. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà là ông nằm sai xỉn như một đống vậy nè. Dạ. Thiệt, bực mình nè. Trời đất ơi. Anh hai, anh vô nhà tôi, anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư. Hai người phụ nữ lên. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Trời gì vậy? Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào? Giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè, anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy? Hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Trời ơi. À. Bây giờ ông muốn để chỗ nào kệ cha không đi. Chủ yếu là 6 tỷ. 6 tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. À. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần anh á. Trong quần hả? Dạ. À. Ủa, sao không thấy? Trời, chị chui vô quần ảnh đi. Tao đập cho mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt ở đâu anh rớt ở ngoài, mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Ê, anh hai, anh hai, anh hai. Gì? Nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe vậy đâu vậy? Ê, kiến cắn người, à kiến cắn anh hả? Mày không biết. Còn vợ tao nó quýnh tao, giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi. Mày lo kiếp. Hả? Chị Tư à, nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua, mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Ừ. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Cái gì? Trời đất ơi, tôi đâu phải heo đâu mà khiêng là thập quyết ăn Tết. Ôi trời đất ơi. Trời đất ơi. Nè, cái người đàn bà có tập tạ kia liệu hồn nha. Nè, nói cho anh biết, con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng, chồng tôi trúng số độc đắc, một tờ 2 tỷ, ba tờ là 6 tỷ ha. Mà nó nói trước khi nó đi, trong nhà này có ba người thôi, đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết, thì tại sao nó là như vậy? Chốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha, nói cái gì phải có chứng cớ nha. Vu khống người ta cái tội ăn cắp, tôi thưa ra tòa ở tù mọt không à. Anh nói cái gì? Thưa chị Tư à, em thấy anh hai nói vậy là có lý đó. Ừ. Cái gì cũng vậy, nói có sách mách nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được. Chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó. Nó có sách mách có chứng á. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi. Thà mít lòng trước được làm sao chị Tư à. Như vậy anh lết đi đâu vậy? Anh lết lại vô đây đi. Lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây. Lết vô chỗ cũ. Con Ngọc tôi nói đúng. Tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Ha? Tôi là qua đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào vô à. Dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng, chị nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh chị là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân đúng không anh hai? Ờ. Vậy em được không? Gì mày? Nè, mày dừng lại nha. Hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh hai, tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Tôi thưa ra tà đó. Tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Anh hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy? Em
em mới có khởi động thôi à. Chắc tại anh nhạy cảm đó. Trời ơi. Chị Tân, chị làm gì vậy? My, heo My. Chị Tân, ông nắm giò ta. Ông nhổ lòng chân táo. Chị Tân, chị Tân. Trời ơi, anh tự nhiên tỉnh dậy rồi. Mấy nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ chị phải giúp em lột xác ảnh ra, kiếm cho được, bằng được 3 tỷ giấy số cho em. Dám đụng thân thể tao không? Trời ơi, dám, dám, dám. Trời ơi, 3 tỷ của em. 6 tỷ này chị, 6 tỷ này chị. 6 tỷ, dạ. 6 tỷ là đâu vậy ta? Nè, ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tư, tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ, em là em thích màu mè lắm đó. Dạ, kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha, anh gan dễ sợ luôn á anh hai. Mày đừng có ghẹo tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bộ, mày ăn vừa đầu rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Con bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ. Là bộ tập yoga của nó, tao hốt, tao mặc để tối tao ngủ, mày biết chưa? À, chị Tư, thôi bây giờ ông muốn bận gì kệ không? Chị Tư, anh biết. Bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu ảnh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi mượn vốn làm ăn thôi. Chị Tư, thôi. Bây giờ mình kêu anh, mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Còn dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ lên. Dạ, dạ. Dạ, 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 em Tư ơi. Ốm mà nặng như em Tư. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Vậy? Trời ơi, hai người đẹp đỡ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy. Ôi, bớ anh Tư. Ê, tỉnh gì chưa? Em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Con nghe là tao biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ. Hả? À, sao? Tôi nói cho ông biết. Có giấy số rồi. Kể từ ngày hôm nay, trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả? Thì tết ai à? Nè. Anh có cần đi chơi. Đi chơi. Ôi trời ơi. Ủa sao cái thế này nó giống mình đã gặp ở đâu rồi trời? Vợ anh mới dạy cho tôi đó. Hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó có học trò đó. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Thì tôi ở đây làm chi nữa? Đi. 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 Anh cứ đi đi. Được. Hãy. Được gì? Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mà lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá, lừa thầy phản bạn. Con người của anh, tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ nè chị Tư. Trời ơi. Đồ cái thứ. Cái thứ thấy người sang mắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đâu đến phiên anh cho, mà phải là do chị Tư cho. Ba tỷ nha chị Tư. Đừng có hòng, ăn ở bất nhân sắc đức. Nó sẽ toàn ten trên người mày suốt đời. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tỷ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi. Tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị hai. Trời ơi, 30 Tết mà chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ nè. Chị hai. Ê con ngựa vé lộn. Chị hai, tao lấy có 6 tỷ nha mà. 60 tỷ. Nói, mấy chục tỷ là sao? Cái gì? Lâu nó mới nhậu một lần. Mà mày đưa ba cái cherry ra làm chi, sao có mà mày nhậu cherry vậy? Trời ơi chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì, lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy gia chồng. Để mấy gia chồng mới biết được á. Trời đất ơi, chồng tôi đây sao? Dạ chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó. Rồi tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay,
Tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc tới gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường, không để tôi mặc bộ đó cho hôi hám, tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi, chồng con mà đang nhậu mày đưa con vô chi vậy? Đi vô đi nghe. Tôi đang nói gì vậy? Gì vậy? Vô cho nó ai vô gì? Tôi không có nhậu nhẹt có xỉn vậy trơn á, kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ dạ. Tại dạ, sao dạ. Xuất hiện đây? Trời ơi chị hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ thế chị. Cái gì? Dạ. Quỳ xuống. Cái gì vậy hai? Tôi dạy anh làm sao? Hồi tôi mới lấy anh về tôi nói rồi, dạy con từ tở còn tơ, dạy chồng từ tở tơ hơn mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ ông ra, tôi quánh một trận linh đình rồi. Ông chưa sợ tôi thả ai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch sạch rách cho thơm? Tại sao anh đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Anh cắp được không? Không, nó lấy đâu rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tôi bắt được Văn Dũng không? Trời ơi. Bởi vì mình kìm hãm thú tính lại. Mùng 3 mình quýnh tiếp chứ bây giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quýnh cho bỏ tật ăn cắp. Dạ yeah. Được rồi nghe lời mày, tạm tha cho ông đó. Quýnh cho bỏ tật nhậu, ngồi vậy. Ngồi vậy đi. Bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Nghe đó. Chào con đi về. Dạ, rồi. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh YouTube của Thiên Nga. Trung tâm Thiên Nga sẽ mang đến cho quý vị những chương trình với nội dung phong phú hơn trong năm mới. Xin cho chúng tôi biết những sở thích chương trình giải trí mà quý vị muốn xem bằng cách comment dưới mỗi video. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Cảnh cũ bây giờ cũng đổi khác quá. Không biết ông còn nhớ chỗ để tới không nữa. Hay. Chưa thấy ai mà đàn bà con gái phải ra ngồi chờ trai như tôi. À xin lỗi bà chị, có thể xích qua cho tôi ngồi ké chút được không? Dạ được, mời anh. Dạ yeah. Cảm ơn. Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe dữ? Dạ tôi năm nay 73. 73 là tuổi gì ha? Dạ tuổi mẹo. Tuổi mẹo hả? Dạ yeah. Năm nay cũng tuổi năm mẹo nè. Yeah. Năm nay năm tuổi á. Yeah. Coi chừng cẩn thận nha. Dạ cẩn thận cái gì? Năm tuổi dễ đi xa lắm á. Sáng sớm ra gặp sọt dưa rồi. Bà chị nói phải cẩn thận đó nha. Có gì đâu thì tôi nói 73 là cái tuổi retire rồi. Rồi đi chơi đi xa chơi. À đi du lịch đó hả? Chứ ai nói gì đâu mà chửi tôi sọc dưa. À thì bà chị mới nói rõ ràng. À, không rõ hiểu lầm. Ý tôi nói là ông anh sẽ đi du lịch. Mà yeah. Đi du lịch mấy chỗ mà dạng như khu du lịch sinh thái vậy đó. Là sao? Là ra ngoài đồng nằm vậy đó. Muốn sọc dưa là sọc dưa.
Người ta nói người đẹp mà vô duyên không nói gì. Bà chị vừa không có duyên mà vừa không có đẹp nữa. Phải rồi, bởi vậy sáng sớm mà gặp vậy là vừa lắm á. Tôi với ông mà trời sinh cũng cặp á. Sao? Nói thiệt, khen, nói cái này khen à, khen thiệt tình. Sao? Ông anh ăn mặc rất là modern. Modern dữ lắm, năm nay 2011 mà mặc quần lưng quần kéo tới vú vậy. Không nói chuyện bà chị nữa. Ê, nói vậy á, tôi xấu xấu vậy chứ cũng có người trông chờ tôi đó. Ai? Có con nào nó khùng mới trông chờ bà chị á? Phải rồi, cũng có người khùng mới trông chờ tôi. Nói nào ngay, bữa nay tôi có hẹn. Hẹn với thằng khùng, nó tên thằng Tài. Tài nào? Thằng Tài nhạc sĩ đó mà. Tài nhạc sĩ? Trông chờ ai? Trông chờ tôi. Đừng nói ông không nhận ra tôi nữa nha. Nhìn lại đi. Ông thì không thể nào tôi quên được, cái nút ruồi bự quá mà. Bà là ai mà tôi nhìn không ra vậy? Thật sự là ông không nhận ra tôi sao ông Tài? Không. Tôi Trinh đấy. Trinh ở xóm gà đấy. Trinh. Trinh. Xin lỗi, bà chị có thể ấy cái quần cho tôi coi chút xíu được không? Đừng có vô duyên nha. Bao nhiêu năm nay ông vẫn vô duyên nha. Tự nhiên là mới gặp ấy cái quần cho coi coi vậy. Không, bà chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là bà chị dán cái quần cho tôi coi cái giò chút. Không có à, phải không? Nghe tôi ở sống gà muốn coi giò chứ gì. Mời ông anh tự nhiên. Ừ. Đúng rồi. Cặp giò này đúng là trứng gà nồi ở sống gà rồi. Đúng vậy, tôi đây. Trời ơi, vậy sao bà gửi cái hình tôi về thấy đẹp hơn bây giờ mà? Hình đó tôi chụp 20 năm trước rồi. Trời ơi, bà ác cái tôi quá. Hèn gì tôi nhìn không ra. Ý là giờ ông chê tôi xấu chứ gì? Không có. Thôi được rồi, nếu ông chê tôi xấu thì thôi, đi về đi. Không có đâu, xin lỗi, xin lỗi. Bà hiểu lầm ý tôi rồi. Trinh à, càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phố đêm đêm xa xưa mây đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang giăng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần tha phương em khóc cho đời biển xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút đêm anh ngỡ tròn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ cho anh sinh một đêm trăng trôi. Thôi dẹp đi, dẹp đi. Ăn rồi sinh hoài, cứ sinh đêm trăng trôi hoài. Mới sinh bữa nay mà. Không dám đâu. Hồi trước khi tôi đi, mấy chục năm trước khi tôi đi nước ngoài, ông cũng sinh đêm trăng trôi rồi. Mà đêm đó tôi không thấy ông trăng trôi mà tôi trăng trôi. Bà nhớ lộn rồi, làm gì có chuyện đó. Sao không có? Đêm đó ông làm răng, cuối cùng không được mẹ vậy trơn. Tôi mệt muốn chết luôn mà không được gì hết trơn. Bà già rồi, bà lẫn rồi. Lẫn khỉ gì mà lẫn. Trinh à, vậy nghe anh nói nè. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu. Em ở đây. À, em ở đây.
em với anh có cái gì đâu kỷ niệm gì? Có. Không có một chút kỷ niệm gì ngoài những cái kỷ niệm tào lao là đi ăn kem rồi bậy bạ vậy thôi. Không có cái gì sâu đậm để nhớ hết trơn trời. Được rồi, để tôi nhắc cho bà nhớ. Cái gì? Tôi có mang theo bên mình đây nè. Lúc nào tôi cũng coi như là một báu vật suốt mấy chục năm qua. Cái gì vậy trời? Đây, chiếc khăn tay. Của ai hả? Của tôi. Thì của ông đem theo đúng rồi. Không tôi phải. Có tặng gì cho ông đâu. Nhưng mà trong này nó có gói 1.000 lượng vàng của em. 1.000 lượng vàng của tôi? Ừ. Trời ơi, hồi xưa khổ thấy bà nội phân vàng còn không có ở đâu ra 1.000 lượng mà đưa cho ông gói trời. Em không nghe người ta nói chữ trinh đáng giá 1.000 vàng hay sao? Có luôn hả? Đâu ra hả? Em quên rồi hả? Thì cái đêm trước khi em đi nước ngoài đó, anh có hẹn với em đó. Em muốn coi không? Anh giữ đây kín lắm á. Tôi nói thiệt ông ấy, có hay không mà tôi chưa biết nha. Chính bản thân đây tôi cũng không xác định là có hay không đi nha. Nhưng tôi cũng coi để cho tôi sáng mắt thử cái đó nó ra sao đi. Ông định gì vậy? Để coi có ai thấy không? Mắc cỡ gần chết. Giữ kỹ lắm đó. À. Em coi đi. Giờ tới cái này ra tôi nhớ rồi. Sao bà cười? Cười là đúng rồi. Ông ngây thơ một cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Cái lúc ông quen tôi, ông cũng 25 tuổi mà ông cũng không phân biệt được cái gì hết trơn hết trọi. Đây tôi kể cho ông nghe chi tiết tại sao nó có cái này nha. Bữa đó đó tôi hẹn với ông là ngày cuối trước khi tôi lên máy bay tôi đi nước ngoài. Tôi hẹn với ông rồi. Tôi nói thôi em cũng xin dâng hiến hết cho anh một lần rồi em đi. Cuối cùng đi ra ông tốn sợ tốn tiền, ông không mướn khách sạn, ông kêu đi ra ngoài công viên ngồi. Cả đêm ông rình y như chó rình trộm vậy đó. Có dám mần mẹ gì đâu. Tới hồi chuẩn bị mần cái bắt đầu người ta quét đường. À, rồi đây cái này đó là tại vì tôi không được mần cái gì, tôi tức quá tôi ói máu vô tôi đi đó. Trời ơi, sao lúc đó em không nói cho anh biết? Ở đâu ra cái này mà tính là 1.000 lượng cái gì? Cái này tính ra chắc cũng mấy chục ký lô cho 1.000 lượng. 1.000 lượng ở đâu ra ông nội? Trời ơi, tào lao tao tới bởi tới giờ này tôi cũng không gặp ông được là tại vậy. Tôi ông không có hợp nhau hay sao? Thôi được rồi, gặp nhiều đó thấy ông khỏe là vui rồi. Trinh à, Trinh ơi. Trinh tiếc gì? Trinh ơi. Mệt quá đi. Trời ơi Trinh ơi, mất Trinh rồi, xa Trinh rồi, hoa đã tàn, duy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Trời ơi tôi đã mất Trinh rồi, tôi mất Trinh rồi, trời ơi mất Trinh rồi. Lên. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Ông làm gì ông la đừng rừng mất tin gì la. À, tôi đang ngồi với ông ở đây, tôi mới vừa bước chân ra, người ta nhìn thấy tôi giống vậy, ông tự nhiên ông la mất tin rồi, mất tin. Người ta tưởng tôi hãm hiếp ông sao? Trời ơi. Anh nói mất tin là mất em tin tin em quên rồi hả? Ồ thế à. Trời ơi có vậy mà sao em thượng cẳng chân hạ cẳng tay anh vậy? Em xin lỗi anh tại vì em nghe anh la to quá em sợ người ta hiểu lầm em. Thôi nói chứ ngồi đây cũng chưa hỏi thăm gì gia cảnh. Sao dạo này vợ con anh khỏe không? Làm gì có vợ con mà khỏe chứ không khỏe. Sao không có vợ con? Thì đó. Thì cũng tại cái khăn này nè. Anh thấy anh có lỗi với em cho nên anh quyết định anh chờ gặp lại em. Anh cao thượng quá. Anh cao thượng đến độ em không bao giờ tưởng tượng tới được. Còn em sao? Lúc này chồng con sao rồi? Cảm ơn anh đã hỏi thăm.
em giờ vẫn như hàng chưa có đập thùng. Nói vậy là hàng em vẫn còn dán tem hả? 63 năm bảo hành còn cứng ngắc. Sao vậy? Em tức. Tức cái gì? Em tức là tại sao người đàn ông đầu tiên không mần được cái gì hết. Em ở vậy chơi cho vui vậy được không? Nó giỡn chơi chứ lúc đó em qua tới đây rồi bắt đầu em lo làm việc. Em lo làm riết rồi cái tới hồi nhìn lại mình á mới biết mình á tóc hai màu rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Bởi vậy giờ về gặp anh em cũng vui. Em vui nhưng mà anh không có vui. Sao vậy? Bây giờ anh biết anh với em có gặp nhau mà có tiến tới nữa cũng không có được. Sao vậy? Môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối. Em bây giờ thì em thì có tiền rồi, còn anh vẫn nghèo. Sao nghèo? Nghèo, anh nhạc sĩ mà em nghèo lắm. Nhạc sĩ có ông nào giàu đâu mà nói. Ca sĩ nó hát nó giàu chứ nhạc sĩ đâu có giàu. Biết mà. Bây giờ không có thể nào được hết trơn á, hiểu không? Nó giỡn chơi với anh vậy thôi. Cho em ở bển em vẫn nghe tin tức về anh. Nhiều khi anh cô đơn lắm phải không? Em biết mà. Có những khi là sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Ông đã từng lâm vô tình trạng đó rồi mà. Chính vì đó tôi quyết định tôi về đây để tôi ở với ông. Trễ rồi em ơi. Hồi xưa còn tai tân mà xà quần cả đêm cũng được cái gì. Bây giờ già yếu rồi yêu không nổi. Mệt quá ông ơi. Ai nói yêu đương là ai nói ra cái chuyện kia làm chi. Yêu đương an ủi nhau là được rồi. Ông không nghe. Nghe cái gì? Yêu mới biết quên thời gian. Khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chuyện du tai tìm hư áo. Không tìm nào xây đắp hơn anh đâu. Một ngày pháo sớm đeo vui. Ta đừng về vang bóng đỡ đời buồn. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát. Bước ngọc xuyên là mình tính chuyện trăm năm. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát. Bước ngọc xuyên là mình tính chuyện trăm năm. Nóng quá, nóng quá. Ừ. Ủa, ở gần đây bộ có trại heo nào hay sao mà có mùi nó hôi hôi thúi thúi. Gần đình đâu có ai dám nuôi heo quá. Ừ, bây giờ nó lại hết mùi rồi. Dạ. Nóng quá. Nóng để em quạt nữa quá. Sao nó lại có mùi vậy? Mày quạt coi. Hết mùi. Quạt coi. Trời ơi, thì đó cái mùi đó từ con người của mày xuất ra đó hả? Mày làm lý trưởng mà sao mà để người mày nó hôi quá vậy? Quan thông cảm, trời nắng nóng quá, mồ hôi nó đổ, mặt tiền có, đường hẻm cũng có luôn. Cho nên nó bốc ra để em quạt, quan hửi chút đỉnh vậy thôi, quan thông cảm mà. Thôi khỏi đi. Dạ, dạ, thế thôi. Ông trời, ông trời, ông gầm gừ như vậy mà trời không mưa nổi. Dạ, yeah. Đây hạn hán, quan coi, lúc trước hạn hán mà nước sông nó còn, thì đỡ, bây giờ hạn hán mà nước sông cạn, mấy đứa nhỏ xuống dưới nó chơi banh đũa được chứ không á. Năm nay thế nào cũng chết chứ quan ơi. Bởi vậy, do là trận dòng xây đập cho nên con nước nó đâu có về. Dạ. Yeah. Sông nó mới khô cạn. Dạ. Yeah. Cây cối mùa màng mà không có nước làm sao mà sống. Dạ. Yeah. Rồi đây, nước mặn sẽ xâm thực. Dạ. Yeah. Biến cả vùng đất màu mỡ này thành vùng đất chết. Chết. Dân làng sẽ chết hết. Dân làng chết hết. Quan có chết không Quan? Làm sao mà chết được. Dạ. Tao có điều kiện mà.
Nếu cái vùng này là vùng đất chết, tao sẽ lết qua cái vùng đất khác để mà sống. Quang lết đi hả Quang? Vậy cho em bám phao câu qua em theo nha. Cái gì vậy? Quang dựng dần. Thôi đừng có Quang. Quang cho em hỏi coi. Trời ơi, thượng nguồn nó xây đập, mình đây hạ nguồn lãnh đủ, sao mình không đi thưa Quang? Thượng nguồn, người ta ở thượng nguồn, người ta muốn làm gì thì làm. Mình đã hạ nguồn thì đương nhiên là lãnh đủ rồi. Mày sao có hỏi hoài vậy? Sao mày không lên mày hỏi vua mà hỏi tao? Dám gặp ổng đâu mà hỏi. Mà em tức cái sông này sông chung mà tự nhiên muốn làm gì là làm, làm sao Quang? Sông chung cái gì? Mày không nghe ông bà ta có câu hả? Cha chung không ai khóc. Dạ. Muốn gì là sông chung. Dạ em hiểu đúng rồi. Không? Dạ em hiểu, em hiểu. Thêm quạt Quang cho bên ông. Khỏi đi. Quạt hoài. Dạ Quang, em nói thiệt với Quang nha. Em thấy cái vấn đề này, em hỏi Quang chút xíu nha Quang. Hỏi đi. Đất này khô cằn sắp chết hết rồi. Mà em mua cái chức lý trưởng này bộn bạc mà về mần ăn mới có 2 năm mà giờ chưa lấy vốn lại. Thôi gặp vụ này hôm Quang, điều em đi chỗ khác ướt át màu mỡ để em lấy vốn lại được không Quang? Mày nín, nghe tao nói nè. Mày nói thì tao nghe. Thôi mày hổn vậy mày. Dạ. Nói chuyện với Quang mà mày xưng mày tao hả? Dạ em đang học tập. Mày học tập cái thằng mất dạy nào? Thằng này nè. Ê, không có hổn nha. Em đâu có hổn. Em đứng gần Quang, em đi với Quang, em nghe Quang nói chuyện với người ta, Quang xưng mày tao không hả? Thậm chí Quang chửi thề, có bữa Quang nói tục nữa. Tao là tao là Quang, tao muốn làm gì thì làm. Dạ. Mày không có được quyền nói như vậy nghe chưa? Dạ hiểu. Dạ. Dạ, em Quang bớt giận. Thôi khỏi đi. Dạ. Dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Trước khi làm lý trưởng mày làm cái gì? Dạ Quang hỏi nhân thân em hả? Ừ. Em nói Quang nghe, Quang giật mình luôn đó. Làm cái gì? Dạ chăn trâu. Nhìn cái tướng mày là tao biết mày chỉ làm chuyên chăn trâu thôi chứ không có làm gì khác hết trơn hết trời. Rồi tiền đâu mày mua cái chức lý trưởng hả? Em tiền đâu? Em đâu có mua. Chứ ai mua? Ông Bá Hộ cũng mua. Bá Hộ mua. Em chăn trâu cho ổng. Một ngày đẹp trời đang chăn trâu có một thằng gia đình chạy ra. Ê mày đừng có chăn trâu nữa. Mày về nhà đi, ông Bá Hộ ông gả con gái đẹp cho mày. Vậy là mày có phước. Phước ông nội em chứ phước. Trời đất ơi, con nhỏ đó nó đi chơi đêm rồi nó hút xì ke nó chơi đá nữa. Và không biết ai làm cho nó có bụng binh rỉnh vậy nè. Rồi ổng nhục nhã, ổng hốt em vô nhận cái bào thai đó đó. Thấy rồi không? Mày, rồi mày có nhận không? Không nhận, ổng đuổi em rồi sao? Nghề nghiệp chăn trâu mà không được chăn trâu thì làm sao? Em nhận, em cười, em bỏ tiền mua chức. Ổng đưa em vô đúng quy trình và em đường đường trở thành lý trưởng nè, thấy không? Hay đó. Dạ, em làm lý trưởng em nói thiệt, đứng gần Quang, được hầu hạ Quang, học tập kinh nghiệm của Quang. Dạ em mừng, em vui lắm Quang. Dạ yeah. Mày bước qua đây coi. Dạ bước qua. Ừ. Dạ bước. Dạ. Dạ. Sao cái chân mày bên thấp bên cao vậy? Rồi hầu đó chăn trâu thì không có. Từ ngày lên làm lý trưởng rồi các bạn, em sửa tướng Quang. Sao vậy? Trời ơi, để em làm cho Quang coi. Làm lý trưởng mà đứng trước dân đen em cầm cái gậy à, thằng nào mà cà chớn hả, tao gõ một cái phun máu đầu ha. Quay vệ đứng thẳng vậy nè ha, thẳng như cái chài đâm tiêu luôn đó. Còn hãy đứng trước Quang thì em dày. Dạ em dày. Dạ đó, Quang là em phải dày, Quang quyện em dày nha. Còn thượng thư là em xuống dày nữa. Rồi gặp bà thái giám hoặc là mấy ông vương gia là em lết ra, mấy em lết vậy đó, em lết vậy đó, em lết vậy đó. Gặp, gặp vua là em dậy luôn đó nè. Mày đứng dậy đi. Làm quá. Nhưng mà kể ra mày cũng là người biết thời biết thế đó. Dạ. Dạ Quang, con biết nhân thân em mà về em hỏi nhân thân Quang nha Quang. Hỏi đi. Trước khi Quang làm Quang huyện, vậy Quang vui mày kinh sử được mấy năm à? Tao đâu có cần vui mày, tao chỉ cần vui mãi thôi. Vui mãi là sao? Là bỏ tiền ra mua chức đó. Trời đất. Vậy là Quang cũng thường như em mua chức không hả? Dốt đặt ăn mai không biết mẹ giờ lên làm Quang. Trời đất quỷ thần ơi. Đừng có nói lớn. Dạ. Người ta nghe hết. Dạ. Ừ. Nhưng mà Quang vui mãi kinh sử. Mà vui 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 Quang lên Quang làm Quang huyện. Nhưng mà ý em hỏi là trước khi mà Quang vui 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 Quang làm nghề chi à? Tao làm trận dê. Hả? Trong tự điển tiếng Việt có cái từ chặn dê không trời? Cô chặn dê làm sao hả Quang? Có nghĩa là mỗi buổi sáng tao mở cửa chuồng cho dê ra đồng. Tao chặn cửa không cho dê vô. Chiều dê về tao mở cửa cho dê vô, chặn cửa không cho dê ra. Gọi là chặn dê đó. Này là từ mới đó bà con. Cho một tràng pháo tay cho bà con ơi. Chặn dê thì nói cho nó sang, chứ thật sự nó cũng là chăn dê không Quang?
Em nhìn, em nhìn Quang. Cái gì? Em nhớ Quang. Lúc Quang trận dê ở miệt nào à? Bên kia sông. Hả? Bên kia sông? Ừ. Đúng rồi, chính hắn. Tổ bà mày. Mày là cái thằng có bầy dê tám mấy con mà có con dê đực mà bị lát đồng tiền phải không? Mày tới mày cướp cỏ trâu tao mày cho dê mày ăn phải không? Mày nít. Mày nít trong lòng mày đi. Mày ăn cướp, ăn cướp, ăn cướp. Mày im. Cái thằng đó là tao đó. Hả? Thấy chưa? Nhưng mà tại vì bỏ qua đi. Cái chuyện nó xưa rồi mày nhắc là làm cái gì? Cũng tại mày. Mày có của mày không biết giữ, sơ hở là tao tới tao hốt thôi. Cái đó là tao chỉ là ăn trộm chứ không phải là ăn cướp. Mày không nghe người ta nói hả? Nói sao? Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Cho nên bây giờ tao mới là quan nè. Tao cũng cướp của mày nhiều thứ lắm. Mày đuôi trong sao sẽ chân đình đó. Lại cái bằng chứng bằng thờ cãi cục gạch lên. Đem cái sổ thu chia đây cho tao. Đi đi đi. Mày đừng. Mày chửi tao hả? Tôi đâu có, anh đâu có chửi đâu. Tại vì em ngứa núi muốn mọc răng khôn á. Mày được cái sao? Đi đi. Mày muốn cướp, tao cướp cho mày con. Cho tôi kêu Quang. 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 Ê. Dạ. Mày chạy tới này lui không mệt hả? Dạ mệt chứ. Mà tại thấy đi ngang cái đình này thấy nhoi quá nên con nhoi theo. Dạ. Dạ bẩm quan huyện. Sao mà biết ta là quan huyện? Dạ. Ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, trắng trẻo vậy, không phải quan huyện, không lẽ ăn cướp? Nhưng mà bà tại sao bà biết ta đây mà tới tìm? Bị tối qua con ngủ nằm mơ thấy quan hiện về. Làm cho ta là hồng ma dứt dưỡng gì hiện về? Dạ chắc có lẽ là tôi mơ thấy một giấc mơ đẹp, hoặc là cái nỗi ám ảnh quan về. Chứ dễ gì mà quan lớn về cái huyện trần ai khoai củ khổ sở này phải không quan? Dạ. Dạ. Lưng của bà bị gù hả? Dạ hồi trước không có, mới gù đây thôi à. Chính xác là lúc nào? Dạ từ cái hầu mà mấy ông tăng thuế đó. Mỗi lần tăng thuế vậy là dân gánh một gánh nặng. Một ngày tăng 10 lần là gánh 10 gánh. Gánh riết nên gù. Mà không phải mình con gù đâu nghe. Cả cái làng, cái huyện này ai cũng gù hết trơn hết trọi á. Con nghĩ quan sau này đừng có lấy tên là làng khoai củ nữa. Tôi lấy tên gì? Làng khoai gù. Nhiều chuyện. Dạ đây, 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 đây. Dạ, dạ sổ sách đây à quán. Dạ, con người. Đủ đi hả? Từ từ. Dạ, dạ quan cầm em. Để em tính. Nè các bà kia, mà ngon ha. Mà đi gặp tôi ha. Mà tôi đã giải quyết là tôi nói là không có được. Mà bây giờ bà mò thay tới đây là sao? Đi về đi, tụi con mẹ già. Tôi không có già nghe. Không già sao cái mặt vậy? Mới có 49 tuổi thôi. Trời ơi, 49 tuổi mà tăng thuế nhiều quá làm nay lưng trả không có nổi cho nên vợ già tóc bạc. Không nói nhiều đi về. Không, tôi tới gặp quan có chuyện. Tránh ra. Bà coi bà bước qua được cái trạm thu phí này không? Vậy thu phí hả? Bỏ thu phí à? Qua thu khác rồi. Thu gì? Giá. Tưởng gì chứ thu giá dễ. Để tôi về nhà tôi ủ giá rồi tôi đem lại sao được không? Bà nội bà đó. Giá đây là giá, với phí là tiền biết không? Chứ không phải giá trụng, giá ăn sống biết không? Có tiền thì qua, không có tiền thì cút. Nói vậy vẫn là thu tiền hả? Đúng vậy, đổi từ cho nó mới thôi. Thu tiền, nó đại thu tiền. Bà đặt thu giá. Nè, ăn giọng đi. Ừ. Ăn giọng rồi xong dở cản lên. Tự dở. Ê, bà chơi tiền lẻ hả bà? Dạ, dạ bẩm quan. Con đến đây nghe tin quan lớn tới con lại quan lớn làm ơn cho dân làng mượn cái sân đình này để làm lễ cúng tế ông trời. Sau đó là để thưa ông trời. Trời đất ơi. Ê bà lộng ngôn nha, cái kiểu này dân chúng nó ném đá mà chết nha chưa. Phải thưa chứ. Thưa sao? Năm nào cũng cúng tế ông trời để trời ban cho mưa thuận gió hòa. Quan ơi, mấy năm nay hạn hán mất mùa, dân lành đói kém, tăng thuế dữ quá, không có tiền cúng. Vậy mà ông trời đáng lẽ thấy dân khổ sở thì thương chứ đằng này để bỏ dân chết hạn, chết khô, chết đói là sao? Nên tôi thua. Có chuyện đó không vậy? Dạ, ví dụ này, dạ bẩm quan, nói quan nghe cái bà này bà nghe người ta suối bậy chứ không có. Nè nè nè, ông là hương chức hội tề mà ông ăn
ăn nói không dám ngưỡng, không biết ngưỡng miệng hả? Làm gì ngưỡng miệng? Cũng tại mấy ông không? Sao tại? Mấy ông, dạ bẩm quan. Cái gì? Cái hồi ông này ông chưa làm lý trưởng đó. Rồi. Mỗi lần mà cúng tế thần hoàng bốn cảnh, dân làng tụi con có gì cúng đấy. Chẳng qua là tấm lòng phải không quan? Từ hồi ông lên chức lý trưởng, ông bắt buộc dân làng phải đóng góp, đóng cho lớn vô cúng cho to lên. Hả? Ai có cái gì góp cái nấy, có tiền góp tiền, có gạo góp gạo, có lúa góp lúa, có khoai góp khoai, có gà góp gà, đóng góp riết trong nhà không còn cái gì hết. Tới nỗi đứa nhỏ té sắp mặt mà bầm con mắt, không có cái trứng gà để mà lăn cho hết bầm nữa. Trời đất. Đi trước. Dạ. Có chuyện đó thiệt hay không? Dạ, cái gì dạ quán đừng có nghe, để em xử. Bà đi về, tôi nói cho bà, bà nói tầm 7 tầm 3 bà có tin không? Tôi chấp bà hai bi, tôi thục bà chết luôn nè. Tôi không có về. Bà nói ngay ha, tôi nói bà, lễ hội là do mấy người. Một năm mấy người tự động đó, tổ chức lễ hội, trời đất ơi, mấy trăm cái lễ hội. Tiền bà không có ăn, mấy người bài binh bố trận ra, bây giờ mấy người chết đói rồi, mấy người đổ thừa tụi tôi hả? Nè, lỗi là không phải của dân tụi tôi đâu nha. Chị của ai? Lỗi của mấy ông. Mấy ông bắt buộc dân đóng góp cho nhiều lên, cúng cho lớn lên. Ông trời ông ăn lớn riết ông quen. Bây giờ ăn nhỏ lại ông không chịu. Mình nên tôi phải thua chứ. Dạ, mỗi lần dọn tiệc lên cúng rồi á, mấy ông ăn trên ngồi trước không à, nè, có dân ăn xương không à. Nè, nói như vậy hả, không biết nhục hả? Bài cổ lên là mấy người cũng bu vô tám sắc rồi, bây giờ đổ thừa hương chức hậu tài hả? Tụi tôi có ăn xương dân thịt đâu. Mấy ông có ăn thì làm, ăn mà không làm là tôi thua. Trời đất ơi. Dạ, quan xử vụ này cho dân nhờ đi quan. Thôi được rồi. Về nói với dân làng đó, ta cho phép mượn cái sân đình để mà cúng đó. Dạ. Dạ cô lại quan, cô đội ơn quan. Quan đúng là phụ mẫu chi dân. Thôi được rồi, được rồi, đứng dậy đi. Dạ. Quan ơi, một lát nữa đó có một vị pháp sư lai thầy phong thủy tới đây để thay dân làng làm lễ cúng tế thừa dòng trời nha quan. Dạ con đội ơn quan. Con đội ơn quan. Bà làm gì vậy? Tránh ra. Trời. Thôi đó cơ. Già sắp xuống lỗ rồi, bà đặt đi kiện đi thưa. Thứ bà xong vụ này là bà coi cây tôi nện bà không chảy máu đầu, bà quýnh tôi. Thổ bà nào quýnh tao hả? Mày hổn hả mày? Mày mới là cái thằng mà tào lao đó. Đứng đó cãi với bà làm cái gì? Để cho người ta nhào ở đây, ta bu rồi ta coi biết hết bí mật của mình hay sao? Mà tất cả chuyện đó là em làm gì quan? Quan suối em mới làm. Bây giờ tự nhiên quan binh bả làm sao quan? Binh cái gì mà binh? Ta không làm vậy sức mấy mà bả đi. Lo cái tính cái chuyện của mình nè. Để dạ, lên. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Dạ đây cuốn sổ nè quan. Dạ. Quan coi thu chi nó làm sao quan tính giùm em. Bà la mê sa nô ta la mi đô xí bà nạ mi đá kỳ nà. Chữ gì vậy? Dạ. Chữ gì vậy? Dạ, chữ này chữ quốc ngữ được cải cách. Tao không hiểu gì hết trơn á, trời ơi vậy. Dạ, cái ông đồ bùi á, ông cải cách á. Rồi ông thí nghiệm trên cuốn sổ chi tiêu của mình luôn đó. Mới đầu em đọc, em tưởng đọc kinh á. Cái em nói cái này gì vậy ông nội, cái ông đồ bùi á, ông nói cải cách đi, cái này là công trình lớn của tôi nghiên cứu. Sau này mà thắng cái là tôi trúng mánh á. Em nói thôi ông nội ơi, ông làm vậy tôi sao tôi đọc nè. Đọc không được là còn mai. Nếu lỡ cuốn sổ này mà lọt vào tay của ai thì họ dòm như cái đám rừng, họ không biết, họ cứu mình. Dạ. Cũng hay. Hay. Ông này thông minh đó. Thông minh. Giờ vậy mà giúp bí mật của tụi mình. Dạ. Cái em kêu ông viết ra một đoạn chi tiêu sơ sơ rồi em đọc lại cho quan nghe. Đọc cho ta nghe đi. Dạ, em đọc cho quan. Dạ, chi phí chi tiêu của triều đình năm Mậu Tuất có 3 đợt. Đợt 1 làm đường liên huyện chi 600 lượng. Chi thực làm chỉ có 200 lượng, còn 400 lượng tụi mình chia. Mày 100 lượng còn lại của tao. Dạ. Yeah. Đợt 2 chi đắp đê ngăn mặn chống xâm thực 400 lượng, chi thực 50 lượng, còn lại 350 lượng tụi mình chia. Mày 50 còn lại của tao. Đợt 3 xây hồ chứa nước ngọt chi tổng là 350 lượng, chi thực 5 lượng, còn lại 325 lượng mình chia. Mày 5 lượng còn lại của ta. Mày nói mình nữa, tao lấy luôn 5 lượng còn lại bây giờ. Nát của xí đú đặt coi như mà gì kìa. Mày nói chữ gì vậy? Hả? Em nói chữ quốc ngữ lộn. Quan ăn quá trời của mình em. Mày im. Phần vàng của tao đâu? Đưa đây. Đưa đây. Quan cầm đi, em đưa liền.
Trời đất ơi, ăn tàn nhẫn. Ăn gì xuống xe là xe lật, lên xe là xe phần đây là. Mày giỡn mặt hả? Dạ. Vàng không đưa sao đưa giấy tiền vàng mã vậy? Trời đất ơi, sao quan ngu quá vậy quan? Ê, hổ mày. Cái này là ngân phiếu đó quan ơi. Ngân phiếu hả? Con cầm đi rồi em giải thích. Bây giờ mà quan giữ tiền, quan chở xe này xe nọ thiên hạ dòm thấy. Quan cầm cọc về bên quý, một tờ là nhiêu không? Bao nhiêu? Một tờ gì là 50 lượng. 50 lượng. Có chuyện gì quan cuộn trong quần áo, cái quan giọt không ai biết hết trơn rồi. Này mình phải tính trước chứ quan. Mày giỏi lắm. Dạ. Yeah. Mày mốt mày gom tiền mày đưa cho tao đi. Ừ. Tao sẽ nhờ người làm mồi cò mồi để mua một cái chức quan à cao hơn lý trưởng cho mày. Em đợi quan ơi. Em quạt cho quan nữa. Dạ thỉnh pháp sư. Thôi. Dạ, 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 dạ thỉnh pháp sư vô. Dạ, dạ quan. Dạ mời pháp sư. Nhập vô, nhập vô rồi đó. Nhập vô rồi. Ta mệt rồi, ta mệt rồi. Dạ, 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 dạ chẳng hay ai giữa xác này là ơn cho con biết ạ. Ta là thần hoàng bổn cảnh ở xứ này. Dạ. Ta đang an nghỉ ngàn thu, cớ sao các người kêu réo thỉnh ta về đây, có chuyện gì chăng? Dạ bẩm, con là thư dân ở làng Trần Ai Khoai Cũ. Con ước lòng quá, con xin thần cho con được kiện ông trời. Người kiện ông trời à? Dạ. Là dân đen thấp cổ bé miệng, làm sao dám kiện đến ông trời? Dạ. Kiện ông trời á thì phải có hương chức hội tề, có chức sắc mới kiện được. Ở đây có chức sắc, tại sao thấy thần không xưng danh xưng tánh? Dạ, con là quan nguyện của huyện Trần Ai, tên là Đan Dương. Dạ, Dương là dê đó thật. Tôi biết rồi. Dạ, con là lý trưởng của làng Khoai Cũ, tên con là Cao Thái Sửu. Dạ, Sửu là trâu đó thật. Tôi biết mà, cái thứ trâu dê này tôi biết hết trơn mà. Vậy ta hỏi người, người muốn kiện trời về chuyện gì? Dạ, con kiện ông trời tại vì năm nào dân làng cũng làm lễ cúng tế mà ông trời chẳng có đói hoài, tức quá con nên phải con đi thưa. Vậy tại sao cúng tế mà không có lễ vật gì cả? Dạ, 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 dạ dân làng ăn còn không có ăn, tiền đâu sắp lễ vật vậy thần? Vậy còn hương chức hội tề ở đâu? Sao không sắm lễ vật lại để ta về tơ hơ như vậy? Sắm lễ vật, sắm lễ vật đó. Lễ vật đâu có, mấy người thư kiện mấy người làm. Lý trưởng. Gì vậy? Ngươi hãy vào trong đình đào cái cục gạch lên, lấy vàng ở dưới đó. Ủa? Đem ra đây cho ta. Ở trong có cái bài vị không chứ đâu có gì vàng gì. Ở trước bàn thờ, dưới bàn thờ có cái cục gạch, đào dưới đó lên. Trời ơi, cái đó là nhà của ta mà ta không biết à? Đem ra đây. Nhưng mà đi đi, không đi thần bẻ lỗi giò bây giờ. Mày, mày dím mày, xong chuyện này mày chết tao chưa? Trời ơi, sao cái gì cũng biết, không biết trời. Cái tiền vàng đó đó là của dân hàng năm đóng góp vô để tu sửa cái đình mấy ổng dép nhẹm đó thần. Nó ác với tao lắm. Dạ. Nó không làm luôn. Dạ. Nó không cúng. Nó dạ. Cho tao ăn cái gì đâu không à. Dạ. Nhà của tao nó không thèm xây mà. Dạ. Biết sao không? Nhà của tao hả bị dột. Dạ. Dột mỗi lần trời mưa hả, tao trốn muốn chết luôn á. Dạ. Trời, thần hoàng bốn cảnh mà khổ lắm chứ bộ. Dạ. Ăn mà không. Dạ. Cái tráp đó. Trời. Trời ơi. Trời ơi, vàng này của bá tánh nè, vàng của bá tánh đấy nè, nhiều quá nè thần ơi, đủ không thần? Chưa đâu, nhưng ở đây cũng tạm ổn rồi. Dạ, dạ, dạ. Thôi, được, để đó, có lễ vật rồi,
thì ta sẽ xin tế trời. Còn lại ơn trên trời đất, ngày hôm nay bản cảnh con hiện nơi đây là có chuyện muốn thưa cùng trời. Bởi cái bọn sâu dân mọt nước này, tụi bay ăn quá rồi mà, ăn quên trời quên đất. Tụi ta đâu có ăn đâu, đem tới cúng tụi ta đâu có ăn. Tụi bay ăn giọng không mà không phù hộ bên này chữ. Dạ dạ, con xin thần, xin thần cho phép con được kiện ông trời. Cứ kiện hoài, ta đã nói rồi, đây á, các ngươi khổ dân đen khổ không phải là do thiên mà là do nhân. Là sao con không có hiểu? Ông có hiểu không? Giải thích cho người ta nghe. Dạ, đi. Con là quan mà con cũng không hiểu ông nói gì. Thần thánh cũng phải đau đầu. Thôi ta nói quệt tẹt ra luôn cho rồi. Là sao? Nói chung á, dân đen mà khổ không phải là do ông trời. Dạ. Mà là do con người. Dạ. Bởi con người á, cái, như cái đám này đó nghe. Dạ. Nó cai trị cái vùng này. Dạ. Mà nó ngu dốt, nó không học hành gì hết. Nó chỉ biết thu tiền, thu tiền, thu tiền. Dạ. Cho nên dân khổ. Dạ. Chứ không phải là vì trời đâu. Dạ. Rồi đây ta nói, cái huyện Trần Ai này sẽ có một cơn đại hồng thủy. Hả? Là sao vậy thần? Do trên thượng nguồn nó ngăn đập, mưa lớn nó sẽ xả nước xuống đây, cả cái huyện này sẽ không còn một bóng người. Trời ơi, như vậy là bá tánh sẽ chết hết. Chết hết sao thần? Cứu bá tánh đi thà ơi. Hoàng ơi, cứu Hoàng ơi. Bà già mà bà ham sống dữ vậy. Dạ, dạ thần. Đại hồng thủy tới, dân chết hết, vậy quan quyền có chết không thần? Cái đó cũng tùy. Hả? Vậy là có cách hả thần? Cách gì vậy thần? Nếu tin ra thì vẫn còn có cách. Có cách? Nếu các người muốn cái huyện này bình yên. Dạ. Phải làm một cái trấn yểm, nhưng chi phí hơi cao. Yểm bằng bùa hả? Yểm bằng bùa lỗ ban. À. Nếu buồn buồn tao chơi bùa lỗ mãn. Hả? Cái gì vậy? Nhưng chi phí hơi cao à? Chi phí hơi cao. Trời ơi, ông trời ông ngó xuống mà coi nè, dân ăn không có ăn, lấy tiền đâu mà lãng phí. Rồi đây chắc là dân làng chết hết, chết tàn, chết mạc, chết khạc ra tro, chết thò ra máu, chết quá trời, chết tanh bành té bẻ, chết rụt thay thì sao hỏi ông trời. Trời ơi, con rảnh quá. Cha đó, cái nước thượng, tụi mày xây đập, mày muốn cho nước hạ hạn hán, mày muốn cho dân nước hạ chết hết. Trời không dung, đất không tha tụi bay đâu. Ông trời ơi, ông trời ơi, sao dân nước hạ còn khổ quá. Ông trời ơi, ông trời ơi. Mà nín đi. Dạ thưa thật, chi phí hết bao nhiêu vậy? Chi phí nếu yếm cho cái làng này, cái huyện này yên ổn, tổng cộng 600 lượng. Hả? 600 lượng? Mắc quá. 600 lượng? Phải. Cứu cái làng này. Phải. Nếu mà cứu riêng một cái biệt phủ thì là giá bao nhiêu? Biệt phủ đó của ai? Và của con. Cứu cả cái huyện này chỉ có 600 lượng. Dạ. Yeah. Cái biệt phủ của ông thì đáng xa gì. Dạ. Yeah. Ta lấy 6.000 lượng thôi. Vậy là 600 lượng với 6.000 lượng là nó trên lệch dữ lắm đó nha Hoàng. Trên lệch là đúng rồi. Tính từng đầu người trên dân đen. Dạ. Yeah. Cả cái huyện này gom lại chưa được 600 lượng. Riêng cái biệt phủ ông này, cái dòng họ của ông ai cũng làm quan chức, hương chức, hội tề, cường hào ác bá, tính ra đầu người 6.000 lượng còn rẻ chán nữa mà. Vậy quan tính sao quan? Dạ, 600 là 6.000 quan. Mày cho tao suy nghĩ. Dạ. Làm quan mà. Dạ. Mà phải lo cho dân. Dạ. 600 lượng mà cứu cái làng này. Dạ.
6.000 lượng là cứu cái biệt phủ của ta. Được, tao quyết định. Sao Quang? Tao cứu cái biệt phủ ta trước. Dạ trời ơi, con lại Quang. Quang ơi, con lại Quang. Lại Quang, Quang làm ơn. Quang bỏ ra 600 lượng Quang cứu, cứu cả cái xứ này đi Quang ơi. Con biết Quang làm Quang, vàng bạc của Quang chất cao như núi. Quang quơ, Quang quào, Quang bóc, Quang hốt. Dân đen tụi con đâu có dám kêu than đâu. Bây giờ bỏ ra 600 lượng đối với Quang giống như con chuột cống mà rụng một sợi lông vậy. Quang làm ơn, Quang cứu dân đen tụi con đi thì Quang mới có nguồn thu. Cứu dân xong rồi Quang muốn tăng bao nhiêu thuế thì tăng, muốn vẽ ra bao nhiêu loại phí thì Quang vẽ, Quang muốn xây bao nhiêu trạm thu phí dân con cũng chịu, Quang cướp đất của dân mà xây nghĩa trang dân cũng đồng ý. Con lại Quang, Quang cứu dân đi Quang. Nè con mẹ già kia, bà gian sinh hay bà rủa xả Quang vậy? Cả hai. Trời đó, trời đó coi. Mà Quang ơi, em thấy vậy nè, Quang bỏ 600 lượng rồi Quang cứu cả xứ này. Vậy đi, chứ đừng cứu riêng biệt phủ. Bây giờ trong có huyện có nhà ấy mà Quang, trâu gì hết Quang ơi. Mày ngu quá. Ngu cái gì mà ngu? Nghe tao nói nè, bây giờ tao lo cứu cái biệt phủ của tao trước, để cho gia đình tao bình yên vô sự, để cho cái dân làng này Đại Hồng Thủy tàn phá, đúng cái nghĩa là trần ai khoai cụ. Lúc đó thiên tai lũ lụt, mấy cái làng bên mới hô hào cứu trợ, thiên triều đình mới rót tiền xuống. Lúc đó tao với mày tha hồ mà hố. Trời ơi, gì vậy? Cái lũ tham quan ô lại. Trời ơi, ông trời ơi, ông ngó xuống mà ông coi nè, ông trời ơi. Ê, bà có sao không vậy? Ngạc nhiên gì, hãy đụng chuyện là bà xỉu à. Bà xỉu từ đó dữ dữ lắm, cầm miệng. Tao nổi điên với hai thằng này lắm rồi. Tụi bay, tụi bay hương chức hội tề là quan phụ mẫu chi dân mà nhìn dân như vậy mà tụi bay yên lòng được à? Được, ngày hôm nay tao không thế thiên hành đạo, tao không còn ở mảnh đất này nữa. Tao nói thiệt cho tụi bay biết, tao không phải thần hoàng bổn cảnh. Coi đây. Cái gì hả? Cái gì? Trời đất ơi, con cóc. Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang. Ở đó cóc, con cóc đó, em tính hát con cóc. Đồ cóc ké mà mày giỡn mặt ha. Một lát tao lấy cây tao quýnh mày chảy máu đầu cho mày coi. Mày ngon ha. Mày mới ngon ha hả? Mày ngu vậy? Ngu gì quá? Mày không nhìn kỹ ha. Cái đó là ân gia của Dương gia, chỉ có thượng thư bộ hình mới có thôi. Hả? Ông này chắc chắn là quan thượng thư. Con cóc, con. Phải, ta là quan thượng thư bộ hình, dân lệnh của Dương gia. Cầm chiếc ấn trên tay như thấy Dương gia, tại sao không quỳ? Dạ, con xin ra mắt quan thượng thư. Đây là thượng phương bảo cốc. Hả? Hả? Tiền trảm hôn quân. Ấu. Ghê quá vậy. Hậu trảm nịnh thần. Mày nãy giờ mày đụng chạm tao nhiều lắm rồi nha. Mày chửi tao không biết bao nhiêu lần. Mày ở đó mày chờ tao. Như quản tha tội giùm em, thấy con cóc em tưởng em thấy mưa chứ em đâu có biết cái gì đâu. Thấy cóc như thấy ngừ. Cóc rồi. Biết cái gì? Chờ tao chút. Bà lão à. Bà lão, tỉnh dậy đi. Tới thiên đàng rồi hả? Không có, bà vẫn còn ở làng khoai cũ. Ta nói thật cho bà biết, ta không phải pháp sư. Dạ. Ta là quan thượng thư bộ hình. Dạ, dạ quan. Bà đứng lên đi. Dạ. Có ta ở đây, không ai dám làm gì bà đâu. Dạ. Bà lão à. Dạ. Đây có tráp vàng, bà đem bà phân phát cho dân làng hộ ta. Dạ dạ dạ, con không dám đâu. Con đem vàng này về. Quan về trển ở đây mấy ông này ông trả thù dân đâu có chịu nổi. Bà yên tâm cứ cầm đi. Dạ được không quan? Ta đã cầm con cóc này trên tay. Ta có quyền cách chức nó mà. Dạ, dạ. Đem đi đi. Quan,
cho con hỏi, nó tham nhũng vậy quan xử nội bộ hay đưa hai cây củi này vô lò? Ta sẽ đưa thẳng hai cây củi này vô lò. Dạ, dạ trời ơi, con đội ơn quan, trời đã chứng rồi, có một vị quan thanh liêm như thế này là dân đỡ khổ. Dạ con đội ơn quan. Bà đi phát cho dân làm dạ. Ta nha. Bà con được cứu rồi. Bà ê, con ê, được cứu ê, rồi. Ê, cái con mẫu kia cái của lại. Người muốn làm gì? Dạ lấy cái của. Của đó chỉ là ít thôi. Muốn lấy không ta chỉ chỗ nhiều hơn cho lấy. Ở đâu ạ? À? Quan huyện. Dạ. Đưa hết số tiền vàng của người tham nhũng ra đây cho ta. Dạ. Dạ tiền nào? Không qua mắt được ta đâu. Ta đã điều tra vụ án này lâu lắm rồi. Ôm trong này nó nở lên như vậy mà nói không có hả? Đưa đây. Dạ. Đưa đây. Bằng chứng rành rành, giỏi cho quan tri huyện hay cho quan tri huyện, ông tính hay lắm. Đổi ra ngân phiếu như thế này, khi ông cần có chuyện gì, ông chỉ cần chuyển nhẹ nhàng thôi chứ gì. Ông tính như không bằng ta tính đâu. Nay ta cách chức ông. Ông phải làm một cái di bằng. Nói gì thì nói, ở chốn quan trường anh em phải thương yêu nhau. Ông lỡ một lần ta có thể cứu ông được, nhưng ở đây ông muốn giữ lại cái biệt phủ của ông chứ gì. Dạ. Khi cách chức chắc chắn trên triều đình sẽ lấy lại cái biệt phủ đó. Hả? Ông nghe lời ta, chuyển tên cái biệt phủ đó qua cho con rể ta đứng giùm. Ủa cái này sao ngộ hả quan? Ủa chuyển là sao? Chuyện đó là chuyện của ta. Chuyển cho con rể ta đứng giùm. Sau này xong xuôi công chuyện, con rể ta chuyển lại cho ông. Vậy là ông vẫn còn giữ cái biệt phủ. Dạ. Còn cái số vàng này, một bao nhiêu tiền đây? Bao dạ, nhiêu vàng? Dạ 10.000 lượng. 10.000 lượng. Đây là bằng chứng mà ông có thể bị tru di cửu tộc. Hả? Tru di cửu tộc. Bây giờ ông làm một cái di bằng, ghi là 100 lượng cho ta. Hả? Ủa? Ủa? Gì kỳ vậy? Sao 10.000 mà sẽ tuột xuống cái còn 100 lượng hả quan? Ông dại quá. 10.000 lượng là tru di cửu tộc, ngắt một phần tru di tam tộc, ngắt một phần nữa tru di một gia đình, ngắt một phần nữa tử hình, ngắt một phần nữa án treo. Vậy bây giờ 100 lượng để treo hay là tru? Dạ, dạ treo đi, tru nó mỏi miệng lắm. Vậy thì ghi vô di bằng là ta thâu của ông 100 lượng. Dạ, ghi cũng được. Nhưng mà quan cho em xin cái phần còn lại được không? Cái gì? Dạ, dạ xin. Xin cái phần còn lại? Dạ nhỏ mà đâu có nhiêu. Chắc là nãy giờ tôi làm việc với mấy ông ở làm chùa à, chắc toàn bỏ nước miếng ra chắc. Mang con cóc này đi mệt chết rồi. Cái này 100 á là ta trình cho Dương gia, còn nhiêu á là của ta. Hả? Ủa cái gì vậy? Vậy còn cái biệt phủ cái nhà? Cái biệt phủ đó là đưa qua cho ta. Rồi. Nói chung là bây giờ ông không còn cái gì hết. Mấy ông nhỏ mà mấy ông còn ăn được, ta lớn hơn mắt mới ta không ăn. Trời đất ơi. Trời ơi, đâu phải là thanh liêm. Trời đất quỷ thần ơi. Chết mình rồi. Bước vô hồi nãy ông giảng quá trời rồi đất. Ông chửi mình quá trời rồi đất. Ông nói mình xúc vật. Im lặng. Bây giờ ông xúc gì đây trời ơi. Quan huyện. Dạ. Cởi áo dài khăn đóng ra cho ta. Từ nay ngươi không còn làm quan nữa. Nhanh. Dạ. Đưa đây. Dạ. Cởi thiệt hả quan? Cởi ra. Nhanh đi. Ủa sao? Ở ngoài cô đẹp lắm mà ở trong thấy gốm mà. Ê, vẫn nhớ về tuổi thơ đó chứ. Vẫn nhớ về cái thời cực khổ chăn dê màu cỏ non nè. Ta đi nha. Dạ. Rồi.
Vậy là quan coi như không còn cái gì hết. Rồi trở lại kìa. Cởi cái quần ra luôn. Trời ơi, cái gì quan? Nhanh đi. Cái gì quan ác dữ vậy? Nhanh đi. Tru di cửa thập. Nhanh lên. Dướng tôi dài. Đưa đây. Trời ơi. Tao làm quan đã không ăn thì thôi. Nếu tao ăn, tao ăn tới cái quần tao cũng ăn. Má ơi. Cái gì? Dồn quan thiệt em muốn tự thiêu ghê. Mặt mày mà tự thiêu mày. Ở trên thì xanh đọt chuối, ở dưới là giống như cái cầu vồng. Hầu tối hôm qua chắc quan ghé ở cái trạm nào rồi phải không quan? Hàng hăng, tao đâu có giặt đồ được. Hôm qua tao ghé nhà vợ nhỏ mày. Thôi quan tính gì quan tính. Số của quan bây giờ là công cốc rồi, con cốc nó tát hết rồi. Em gì chứ em còn nè. Em về em lo lại cái phần kia, lũ lụt mà có tràn xuống em cũng có tiền để mà em cứu vớt đợi. Cái phần này mày phải chia cho tao. Chi móc chuyện chia bảy ba. Chi bảy ba gì mày? Ông, nè bước lại, bước lại nè. Anh nói cho biết nha. Ông còn không còn làm quan. Của tao. Bà con thấy không? Ăn không đồng, chia không đủ, cho nó quýnh lộn nhau vậy đó. Nhỏ ăn theo nhỏ, lớn ăn theo lớn, lớn hơn rồi ăn theo lớn hơn nữa. Ông trời ơi, liệu có ông Dương gia thiệt không? Nếu có ông Dương gia thiệt, cầu xin ông xuống đây, ông xử tụi này cho dân làng bớt khổ. Dương gia ơi là Dương gia ơi. Dương gia hả? Mày không ăn được đâu. Mày ăn cũng có tao.